Hôm nay mình nấu một món ăn nhanh nha cả nhà, mình nấu một món ăn đơn giản mà nhanh mà gọn lẹ nha cả nhà. Đây là sườn heo. Bây giờ mình sẽ trụng qua nước sôi ha. Món này mình nấu cỡ khoảng 45 phút nha cả nhà. Mình bỏ qua 2 muỗng muối nha các bạn. 2 muỗng muối mình rửa cho nó sạch mấy cái nhớt của mấy cái xương nha các bạn. Đó, mình bỏ muối mình rửa. Củ cải trắng và mình cũng có luôn một cái củ hành tây. Rồi trong đây thì đường phèn, muối, bột súp gà. Bây giờ mình sẽ đổ vào đây ha. Rồi. Bên đây thì mình có tôm khô, mấy cái rau khô mực mình phải nướng cho nó vàng lên mình bỏ vô thì nó nước lèo mới thơm, chứ mình không có lấy nguyên cái rau mực sống mà mình bỏ vô nó nước lèo nó bị tâm, mình phải nướng vàng lên như thế này. Đó, rau mực với tôm khô mình sẽ bỏ vô chung với đường phèn này kia, bỏ tất cả vào đây. Đây mình vắt bọt đó, lớp bọt chứ mấy lớp mỡ là nó nổi trên nè, vớt này dục nè. Bây giờ mình sẽ cắt sáu trái cà chua ra nha các bạn. Mình cắt hình múi cao, mỗi bên mình cắt làm 3 miếng vậy đó. Rồi bây giờ mình phi hành tỏi vàng lên nha các bạn. Đây là sáu trái cà chua nãy mình cắt rồi nè, bây giờ mình đổ vô mình xào nè. Mình xào sáu trái cà chua này mình lấy cho nó thơm. Mình xào các sáu cà chua này mình sẽ cho muối, chút xíu muối với chút xíu đường vô nha. Xào cho nó hơi mềm mềm rồi mình hãy bỏ vô trong nồi uống riêu. Nước lèo giờ ngon không các bạn? Đó, bây giờ mình vớt cái củ cải, củ hành đầu ra mình dục nha mọi người. Uống riêu cũng đã chín rồi, mình nấu 45 phút được rồi, mình nấu uống riêu giả chiến. Mình không có nấu xương, mình nấu bằng sườn non á cho nên rất là nhanh. Đó, mình vớt này ra mình dục đi. Bây giờ mình xào cà chua mình bỏ cho mình nêm nếm. Mà mình cũng không có nấu huyết nữa, mình ăn đơn giản nha. Đây là mấy bạn thấy cục đỏ đỏ, đây là con tôm. Con tôm bữa mình mua mà mình không ăn dư á, rồi cho nên mình giữ lại con tôm và mình bỏ vào mình luộc cho nó ra nước, cho nó ra nước ngọt cho nó ngon. Chứ mình cái hũ gia vị nó bún riêu, nhưng mà mình không biết là ở bên mấy cái nước khác không biết có không, mà bên đây có nè, cho nên mình sẽ sử dụng một miếng hũ nó gọi là bún riêu cua. Mình sẽ lấy 2 muỗng như thế này, mình bỏ vô cái nồi cà chua mình xào lên đó. Cái hũ này nó để là bún riêu cua spicy crab hay là cái gia vị nó bún riêu cua cay. Rồi bây giờ mình đổ cái cà chua này vô nha. Đó, đổ cà chua vô mắm ruốc nha các bạn. Bây giờ mình sẽ nêm hai chắc không một muỗng dung dung thôi, chứ 2 muỗng nhiều quá. Đó, mình sẽ nêm vô cái nồi nước lèo, rồi một hồi ai ăn thêm mình nêm thêm, chứ nếu mà mấy bạn không nêm vô nồi nước lèo ha là nó không có thơm nha. Đặc biệt là mình phải nêm trước khi mình ăn, lúc mà còn ở trên bếp mình nêm một số đó, rồi sau khi ăn nếu mà bạn nào muốn thêm thì thêm, còn không muốn thì thôi. 4 cái trứng gà nha mọi người. Bây giờ mình đánh 4 cái trứng gà này ra ha. Cho một chút xíu bột nêm gà vô ha cho nó đậm đà. Đây là nước đang sôi á, bây giờ mình bỏ trứng vô nha các bạn. Các bạn thấy không, mình làm muối cho chiến mà đó, thì cái trứng nó nổi lên đẹp không đó, mình nấu cho chiến đó. Giờ nêm nếm ha, đó, nổi lên rồi. Giờ mình cho miếng nước mắm vô nha mọi người. Giờ mình bỏ cái mực này vô nha các bạn, bỏ thẳng cái nồi nước lèo luôn. Để bỏ trước mà mình quên cho nên giờ bỏ sau, bỏ mực vô, bỏ vài cọng hành, hành cắt khúc. Ăn thì mình cho thêm hành lá sắc nhuyễn. Thấy cái nào bún riêu mình chưa? Đó, đó, sườn này ha, sườn non nấu mềm rồi ha. Đó, ngon chưa? Mực nè, mực, càng tôm. Thì cái cà chua nó ra đó con, cái gì mà máu đó. Không có yêu, cái này cà chua nó ra màu đó con. Ui da nóng. Ngon ghê chưa, ui da nóng quá. Mình vớt hành ra ăn cho nó ngon. Wow. Đây nè, sườn non nè. Mực đâu mất tiêu hết trơn rồi. Đây là sườn nè.
Vớt mực ra. Ui da. Để. Đây mình vớt luôn tôm này ra, ai ăn ăn. Nguyên con tôm nè. Càng nó là ra. Cái càng của con tôm hùm đó mọi người. Giờ mời mọi người ăn bún riêu với mình nha. Bún riêu có gì nấu đó. Thiếu gì? Huyết heo, giò heo, tàu hũ. Mà có trong tủ lạnh có khoai áo lụa. Đây bé Lara. Bé Lara ăn đi con. Bé Lara cũng không có ăn mực, cũng không ăn sườn heo. Chỉ ăn miếng chả lụa thôi. Em chỉ ăn miếng chả lụa thôi. Có chừng phỏng miệng. Ăn đi con, có chừng phỏng đó. Lấy cái muỗng nếm nước, dắt miếng chanh không? Chua. Cái tô của mình nè, tô mình thấy ngon không? Chanh đó mẹ. Dắt được không? Tước cho mẹ. Ít ít thôi, chua à. Ok. Không có bỏ mắm ruốc rồi vô dắt cho cốt chua à. Nhớ thì thích chua. Ăn con tôm nè, mày lấy cho con tôm mày ăn. Dạ, chúng mình ăn tôm á. Ok. Mình mời cả nhà ăn bún riêu với mình nha. Ngày hôm nay chỉ có hai mẹ con ở nhà, không có ai ở nhà hết trơn á, cho nên hai mẹ con nấu xong hai mẹ con ăn luôn. Có rau tía tô. Đây là kinh giới, hồi nãy là đỏ đỏ là tía tô. Với rau răm. Rau răm, tôm hùm mấy con ăn trước đi rồi mẹ cắt tôm ra sao? Con ăn đi rồi mẹ lấy cái kéo mẹ cắt tôm ra cho con. Bây giờ con ăn trước đi. Con ăn chút đi nha rồi mẹ cắt sao nha. Ngon quá bé rồi à. Các bạn nào chưa ăn trưa thì ăn với mình nha, mình mời nha, mình mời cả nhà ăn trưa chung nha. Ngon lắm. Mình nấu giả chiến á, sườn non mình chỉ nấu 45 phút thôi. Ngon quá mọi người. Nãy mình lấy mình bỏ vô nồi nước lèo luôn. Để mà có thể cái thịt này nó hết ngon rồi mọi người, tại vì mình bỏ vô đây mình nấu nên trong này nó lèo quá. Mình chấm lấy chanh được không? Chấm với tiêu chanh thôi còn được. Để mình cắt cho bé Lara ăn thôi có được không? Bé Lara muốn ăn. Đó, sau khi con tôm mình nấu quá trời quá đất giờ nó còn vậy nè. Đây. Để nè. Ăn phải ngon không? Đây mà. Mẹ có tiêu nè, đi ra mẹ tiêu cho. Rồi chấm nè. Đừng cay. Cầm nguyên con chấm đi. Cầm nguyên con chấm được không? Thịt được không? Thịt nó mềm quá hả? Nó ngon. Ăn được không? Này gì vậy mẹ? Cái trứng của con tôm hùm á. Đưa. Ui da. Đó. Đây là cái đuôi của con tôm. Giờ mình không biết làm sao mà cắt cái này đây. Nó cứng quá này không biết làm sao. Mình để cắt được nó nữa thôi đó là. Mình cắt cái càng nó nha. Thường cái càng nó ăn không ngon bằng cái mình đó mọi người. Cái càng nó mình không thích bằng cái mình. Cái mình ăn nó thì nó ngon hơn. Nó bị nấu chín quá rồi Thi ơi.
thịt nó mày gỡ là không được nè. Ui da, mày sợ đứt tay quá. Cái này bún riêu tâm hầm, bún riêu giả chiến mà có tâm hầm. Ngon quá. Rồi, xong đi. Không có ai ở nhà hết cho nên có một con tôm hùm hai mẹ con lấy ra ăn luôn. Ăn cái cà chua ngon ghê. Sườn á mọi người, sườn heo mà mình luộc mà 45 phút đó, nó mềm mềm rồi đó, vừa chín tới ăn ngon. Rất là thơm thịt, nhờ quá không mình bỏ rồi niêm ở trong á, mình niêm trong đó mình nướng nấu lên thịt cũng thơm, cắn cái miếng thịt nó béo béo. Đúng với răng con thêm không? Con thêm muối tiêu chanh không? Thêm chanh. Có nhiều muối quá nè. Mật cũng ngon á. Ôi, nó gạch không à. Nó gạch dữ lắm. Mà nó mới cắt ra. Mình và bé Lara cảm ơn các bạn đã theo dõi tiết mục nấu bún riêu giả chiến ngày hôm nay nha các bạn. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào kỳ tới nha các bạn. Bye bye. Tạm biệt.